Mình xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh xây dựng của mình nha. Thì hôm nay anh em thử đang tiến hành ốp gạch phòng khách. Thì ở đây đang ốp cái bức tường chỗ vào cửa chính. Thì anh em thử đang tiến hành ốp xéo gạch qua cái ô cửa chính và cửa sổ này. Thì mình cùng chia sẻ cho anh em cách để mà ốp qua cái đầu cửa chính và cửa sổ này, nó rất là hay luôn. Thì anh em đo viên gạch, ví dụ viên gạch dài 60 thì anh em đo và cắt, dùng máy cắt và đóng đinh bê tông vào để tí nữa mình móc thép buộc vào và mình treo viên gạch đi qua đầu cửa nha. Thì làm theo cách này nó rất là nhanh và hiệu quả. Thì khi mình buộc thép vào ở cái đinh này xong á, thì mình dùng cái búa mình đóng cho cái đinh nó sát vào cái vách tường luôn nha, để khi mình ốp viên gạch vào thì nó sẽ không bị cứng viên gạch. Bình thường thì lúc trước cũng như anh em thì cứ hay là lấy cắt gạch chống người bên dưới lên hoặc là lấy cây chống lên. Thì cái này chúng thì nó tụt lên tụt xuống, nó rất là khó chịu và rất là lâu nhá. Làm như cách này thì đảm bảo là nó vừa nhanh và vừa là nhanh cho anh em thợ nữa. Thì anh em thợ bên mình ốp gạch này á, là sử dụng kè cân bằng, máy là dây 12 tia cũng như là 7 răng cưa để ốp lá gạch. Thì bên mình có bán đầy đủ tất cả các dụng cụ chuyên về ốp lá gạch luôn nha. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với mình qua Zalo hoặc số điện thoại 0376743313 giúp mình nhé. Mình xin cảm ơn nhé.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quân